Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và chủ đề video hôm nay sẽ là một cái thông điệp dành cho các bạn ở thời điểm hiện tại. Và đặc biệt cho những bạn nào mà các bạn cảm thấy là chuyện tình cảm của bản thân chưa có được thuận lợi ha, chưa có nhiều may mắn. Thì với cái trải bài này á, nó sẽ là một trải bài hướng về chữa lành. Cho nên là thông điệp có gì thì mình sẽ chia sẻ như vậy. Mình có chuẩn bị sẵn ở đây 4 tụ bài. Các bạn có thể chọn theo trực giác minh vào của mình. Và nếu mà bạn nào các bạn cảm thấy là bị thu hút bởi 2 tụ hay là muốn nghe hết thì các bạn cũng có thể nghe ha. Và nhớ là chọn lọc thông tin nào mà phù hợp với hoàn cảnh của cá nhân mình thôi. Trải bài chung nên là cởi mở đón nhận nha. Mình sẽ bắt đầu với tụ số 1. Ở đây là viên đá của tụ số 1 nhé. Mình sẽ để đây ha. Tụ số 1. Các bạn có 4 gậy. Các bạn có The Lady. Mình nghĩ là cái này luôn là ước mơ của các bạn ấy. Tại vì mình cảm thấy rằng là nếu bây giờ hiện tại nhá, các bạn đã từng có một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ, hay là cái người mà bạn mong muốn kết hôn, mong muốn mà họ sẽ là người mẹ, người cha của con bạn mà bây giờ nó không có thành đó, hay là nó đã tan vỡ, thì mình thấy là trong lòng các bạn ấy vẫn luôn khao khát điều đó. Cái hình ảnh của cái đống lửa ở đây, cái đám lửa ở đây, thì cho mình cảm giác rằng là cái hy vọng, cái ước mơ của bạn ấy, dẫu là nó không có được rực rỡ lắm, nó không có còn bùng cháy quá lớn, nhưng mà bạn vẫn nuôi hy vọng về một cái gia đình ấm áp, hạnh phúc, và có một cái cuộc hôn nhân nó trọn vẹn, nó vững chắc ấy. Tại vì bốn cái cây cột ở đây cho mình cảm giác nó sẽ cần cái sự vững chắc. Và cảm giác của mình nhá, là các bạn cũng rất là muốn hôn nhân của bạn á sẽ là một cái hôn nhân mà nó vừa có cái sự hạnh phúc, vừa có cái cảm xúc vui vẻ, đúng không? Nó còn kèm theo đó là cái sự chủ phú nữa. Tại vì The Lady là năng lượng của sao Kim ha, liên quan đến cái sự chủ phú, sung túc. Cái hình ảnh của cái quý bà ở đây á, cầm trên tay, ôm trên tay cái bó lúa, và đằng sau còn có những cái cánh đồng nó rất là màu mỡ, thì hoa quả trái cây ở đây nữa thì cho cảm giác là rất là đủ đầy, ấm no, đúng không? Ở đây cái ngôi nhà này cũng sẽ rất là bự ấy, cảm giác nó rất là lớn và nó nhiều gian. Thì cái mong muốn của bạn trong hôn nhân nó không chỉ là mong muốn về những cái cảm xúc mà là còn vật chất kèm theo. Mình cũng cảm nhận được ấy là trong cái hôn nhân của bạn ấy, bạn khao khát có một cái cuộc sống bình yên, tức là cái hình ảnh đồng quê đồng cỏ ở đây, và nó cũng khá là gần với thiên nhiên ấy, cho mình cảm giác là bạn sẽ yêu thích cái tình yêu mà nó bình yên, và có thể nhà của bạn sẽ là một ngôi nhà mà nó cũng gần thiên nhiên, hay là có cây cối đó. Có thể là bạn cũng rất là khao khát có một cái ngôi nhà ở quê hay là ở vùng núi ấy, để có thể gần thiên nhiên, có những cái không khí trong lành. Đó. Mình cũng cảm nhận cái năng lượng về cái tinh thần làm cha làm mẹ của bạn rất là mạnh. Bạn mà kết hôn là bạn sẽ mong muốn có con, chắc chắn là bạn sẽ mong muốn có con, và có khi là đông con càng tốt ấy. Nhưng mà ok, chúng ta vẫn đảm bảo tài chính để nuôi cái đứa con đó. Nhưng cảm giác của mình là cái hy vọng về hôn nhân của bạn trong tình yêu đó, nó lớn kinh khủng. Nhưng mà nếu mà bạn đã mất cái điều này với cái người mà bạn mong muốn có, hay là bạn từng có, thì cái niềm tin này nó cũng không bị mất đi ấy, là nó vẫn trường tồn ở đấy, chỉ là bây giờ nó hơi hời hợt hơn một chút thôi. Mình cảm nhận bạn vẫn đang luôn cố gắng để mà xây dựng bản thân mình thật là vững chắc ấy, tức là về cả công việc, học tập và cái tình yêu thương bản thân đó, cái sự thấu hiểu bản thân. Tại vì mình cảm thấy cái quý bà này ít nhất là bà ấy vẫn rất là xinh đẹp. Bà ấy vẫn rất là kiểu lo lắng, trên tay ôm rất là nhiều lương thực ấy. Cảm giác là luôn lo lắng cho chính cái cuộc sống của cá nhân mình. Không có dựa vào ai hết, và bà ấy có cái ghế riêng, cái ngai vàng riêng của bà ấy. Thì cảm giác các bạn cũng rất là tự chủ, tự lập trong cuộc sống của mình. Và luôn biết cách chăm sóc bản thân một cách kỹ lưỡng nhất. Và nó kiểu tỉ mỉ á. Ok, chúng ta có thêm 5 gậy. Mình thấy là bạn có nhiều người theo đuổi á, nhưng mà có lẽ là nó cũng có những cái ký ức không vui á. Có thể là một số bạn nhé, các bạn
các bạn có gia đình từng không hạnh phúc, hay là khi mà bạn cảm thấy giống như là cái cuộc sống của bạn, cái kết nối của bạn với người mẹ trong gia đình á, có thể là nó sẽ hơi xa cách, hay là nó có vấn đề gì đấy. Có thể là mẹ của bạn cũng rất là thương bạn, nhưng mà bạn cảm thấy rất là khó để nói chuyện với mẹ chẳng hạn, khó để tâm sự ấy, kiểu kiểu vậy. Ở đây thì mình thấy là chuyện tình cảm của bạn á, cái thông điệp ở đây cho bạn là dường như là vũ trụ đang muốn an ủi bạn. Mình cảm thấy nhiều là cái sự an ủi, bởi vì mình cảm nhận được ấy, đó là bạn có những cái sự khoảng trống á, cái đam mê, cái nhiệt huyết, cái lửa của bạn trong tình yêu rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chỉ là bạn đang chưa có tìm được cái đối tượng phù hợp để có thể tỏa cái năng lượng này ra với họ. Mình thấy cái năng lượng thích xê dịch ở đây, cho nên là có thể là cái người mà bạn tìm kiếm ấy, có thể là một người họ phải hay có cái sự xê dịch, có cái tính linh hoạt và nhiều năng lượng, có sức khỏe đấy, có những cái trải nghiệm thú vị ở ngoài thực tế, có thể là đi nhiều nơi hay là biết nhiều điều trong cuộc sống này, hay là điều này cũng có thể là bạn. Ngoài ra ấy, với chín gậy thì mình cũng cảm thấy rằng là bây giờ ấy, thông điệp cho bạn dẫu có như thế nào hay là thực ra ai đến ấy, thì bạn cũng rất là mặc kệ ấy. Cảm giác là có nhiều người thích bạn và mang nhiều màu sắc khác nhau, cũng có ý với bạn, nhưng mà bạn xây rào cũng khá khá vững ấy. Ngay từ đầu bạn đã mang một cái năng lượng là một cái người vững chắc rồi, thích ăn chắc mặc bền. Và bạn có vẻ như là chú trọng về công việc và những cái giá trị liên quan đến bản thân nhiều hơn. Tại vì kiểu điều hướng cái suy nghĩ của bạn thôi. Bạn không có suy nghĩ được về cái chuyện tình cảm, không có quan tâm được về cái chuyện tình cảm, hay là bạn chưa tìm thấy cái người dành cho mình á, thì bạn chỉ chú trọng nhiều vào bản thân, với cái mong muốn rằng mình nâng cấp bản thân mình tốt thì mình sẽ gặp được cái người phù hợp với mình trong cái tầng mây của mình nhá. Ở đây có lá twin flame. Nếu mà bạn nhìn thấy cái lá này mà bạn nghĩ đến ai đó thì cái người đấy có thể là twin flame của bạn. Họ đã dạy cho bạn những cái bài học. Và tụi này á, mình cảm thấy cái năng lượng nha. Các bạn sẽ có xu hướng có thể yêu lại được một ai đó ấy, tức là người cũ của các bạn á, bởi vì họ quá đặc biệt. Ở đây các bạn còn có this could be the one nữa. Thì hai lá bài này cho mình cảm nhận là có một ai đó trong lòng bạn, họ vẫn luôn là the one, họ vẫn luôn là nhất. Họ là twin flame của bạn và bạn thực sự những cái gì mà bạn tìm kiếm ấy, cái người đó có cả. Mặc dù là ok, họ vẫn có những cái điểm mà bạn không có ok lắm nha, bạn không có thích. Nhưng mà mình cảm thấy cái sợi dây kết nối giữa bạn và cái người đó đến bây giờ nó vẫn chưa dứt. Tức là bản thân bạn cũng chưa để cho nó dứt. Cho nên là rất là khó để mà bạn đón nhận cái tình cảm mới. Thời điểm này là thời điểm mà mình cảm nhận được là có những cái câu chuyện cũ quay trở về với bản thân mình. Thường thì sao thủy nghịch hành mình chịu khá là mạnh, bởi vì dẫu sao thì mặt trăng của mình là do sao thủy cả, và mình có rất là nhiều vị trí mà liên quan đến sao thủy. Cho nên là mỗi mùa sao thủy là nó vạ mình đôm đốp luôn. Nhưng không phải là người cũ quay về mà toàn là chuyện cũ thôi. Nó cũng là một cái cơ hội để mà mình có thể tự chữa lành. Nhưng trong cái trả bài của các bạn ấy, mình cảm thấy là chắc là mỗi mùa sao thủy nghịch hành nhá, là các bạn sẽ nhớ về người yêu cũ, hay là những cái ký ức cũ, hay là những cái bài học liên quan đến cái người cũ nào đó của bạn, nó sẽ quay về. Mình thấy cái người này rất là đặc biệt với các bạn. Nó là một cái rào cản khá là lớn ấy. Mình không rõ ở đây đã gây ra cái chuyện gì cho các bạn nhé, nhưng mà mình thấy là khó để mà các bạn có thể buông bỏ được. Và dường như các bạn dành toàn bộ thời gian của bản thân bạn để có thể khỏa lấp đi cái nỗi nhớ này, cái sự kỳ vọng về cái đầu ăn này của bạn, về cái twin flame này của bạn. Có cái câu trả lời nào đó bạn đang muốn họ phải trả lời cho bạn, nhưng mà dường như là chưa có được. Cái tình yêu này nó phải có một cái khoảng thời gian mà nó kiểu im im, nó không có gì xảy ra, các bạn có thể ngắt kết nối với nhau. Còn thực ra ở đây với cái trả bài chữa lành cho các bạn thì trả bài nó cũng không nói là các bạn có quay trở về với nhau không. Tại vì đã chữa lành thì chỉ có hướng về bản thân mình nhiều thôi. Và khi mà bạn xem trả bài này, mình cũng biết rằng là bạn đã không còn quá quan tâm đến những cái điều ngoài kia. Nó vẫn luôn là một cái nút thắt trong lòng bạn, nhưng mà bạn muốn hướng về bản thân nhiều hơn.
Mình thấy bạn cũng dành thời gian nhiều cho động vật này, và bạn cũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho động vật hay là thú cưng của bản thân để có thể cải thiện cái năng lượng hiện tại của bản thân mình nha. Mối quan hệ này nó vẫn đang rất là lấp lửng. Với hình ảnh của những cái người ở đây á, năm gậy á, thì mình thấy là bạn đang được khuyến khích để mở cửa trái tim của mình á. Tại vì ở đây có Eye of One, thì sau năm gậy, cảm giác của mình là bạn đang có những cơ hội mới. Nếu mà được á, thì đi đâu đó du lịch, hay là tụ tập bạn bè đi du lịch gì đó, gặp gỡ những cái người mới, cho những cái người khác cơ hội. Bạn cho người khác cơ hội nói chuyện với bạn, giao tiếp với bạn, để bạn có thể chắt lọc cái người như thế nào là người mà bạn thích, cái kiểu như thế nào bạn không ưng được. Bạn đang tìm kiếm điều gì và cái điều gì bạn cảm thấy sẽ phù hợp với bạn, cái điều gì bạn có thể chấp nhận được trong tình yêu ở một người đối tác yêu thương lâu dài. Ở đây á, ngay từ đầu các bạn đã thể hiện quan niệm rất là rõ rằng là các bạn muốn kết hôn, các bạn muốn mối quan hệ nó nghiêm túc, nó cam kết. Nhưng mà các bạn phải cho mình cơ hội để mình có thể khám phá xem là liệu có ai khác tốt hơn không. Cái bóng của cái người cũ này quá lớn. Và nếu như mà bạn nào mà các bạn không có cái bóng của người cũ như vậy nhá, thì có thể là cái người tiếp theo mà bạn cho cơ hội sẽ là người mà bạn kết hôn. Bởi vì có bốn gậy và các bạn thấy đó, có một A of One ở đây thì giống như là một cái sự khởi đầu mới đúng không? Và The Lady nó cũng là hình ảnh của cái bà này đang thai nghén đó, đang mang thai. Nó cũng là hình ảnh của một cái sự khởi đầu mới, một sự sống mới. Và Twin Flame, The One đều là hình ảnh của tình yêu. Thì trở bài của chúng ta đang chữa lành liên quan đến tình yêu, cho nên là mình cảm nhận là nếu mà bạn nào các bạn không không từng có một Twin Flame hay là từng có một The One của riêng mình á, thì sắp tới các bạn sẽ có. Các bạn hơi khó tính, nhưng mà chính vì cái sự khó tính của các bạn á, cho nên các bạn chắt lọc được rất là nhiều đối tượng mà nó không phù hợp với các bạn. Đó. Mặc dù có vẻ như là kén thì nó sẽ mất nhiều cơ hội nha, nhưng mà thực ra mọi cái sự ngăn cản đều là cái sự bảo vệ. Và mình thấy là trong thời gian tới này là tụ này mà bạn nào mà các bạn thực sự là chưa từng có một cái mối quan hệ cam kết chắc chắn vững bền là sẽ có. Và nó có thể là cái nơi bến đỗ dừng chân của bạn rồi. Hãy tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu thương của mình nha, tại vì tụi này mình thấy là các bạn có đầy cái sự yêu thương bao dung. Còn những cái cơ hội nào mà nó đến với bạn ấy, hãy cứ đón nhận cho mình, thoải mái đi. Hẹn hò thì các bạn có thể hẹn hò với nhiều người, tìm hiểu nhiều người. Không phải, ý mình là các bạn có thể nói chuyện với nhiều người, các bạn có thể đi ăn với nhiều người, đúng không? Nhưng mà hẹn hò chính thức hay là tìm hiểu chính thức, rồi là yêu đương chính thức á, thì mình theo bản thân mình lựa chọn cá nhân thôi. Thì ý kiến cá nhân thì mình sẽ chỉ hẹn hò với một người và yêu một người ở thời điểm thôi. Còn nói chuyện á thì thực ra trước đây mình cũng hơi khó, tức là mình không thích mà bước đầu vào mà đã có ý với mình là mình sẽ chặn luôn đó nha, chứ không có nói chuyện gì luôn á. Thì dưới cái sự cổ vũ động viên của rất là nhiều bảo bình thì mình cũng thay đổi. Mình cũng bắt đầu cho những người có ý muốn với mình có cơ hội nói chuyện. Mình không chặn, mình đã rất là kiềm chế cái bản năng khó tính và dưới môn xử nữ của mình lên. Nhưng mà các bạn cũng có thể cho mình cơ hội nha. Hãy cứ mạnh mẽ lên, thoải mái đi ha. Đôi khi mình nên thay đổi, mùa này là mùa của thay đổi mà. Ok, để xem một chút này, thông điệp gì cho các bạn không. Mình có nghĩ là cái chuyện tình cảm của mình nó sẽ không có dành cho mình nha. Ở đây có bá kiếm ấy, thì vẫn cảm giác là sợ tổn thương. Đã từng có những cái ký ức tổn thương hay là bản chất ấy, các bạn nhìn thấy trong cuộc sống có quá nhiều vấn đề. Cái chuyện tình cảm nó không có được đúng như ý bạn, hay là nó đã mất đi cái sự nguyên thủy mà theo cái quan điểm của bạn ấy, nó không còn có thể tồn tại được nhiều ở cái thế giới này nữa. Đó, những cái tình yêu chung thủy, cái tình yêu một vợ một chồng, hay là những cái quan điểm về tình yêu đơn thuần, vô điều kiện, nó đang dần mất đi qua những cái người mà xung quanh cuộc sống của bạn. Ok, mình sẽ rút thêm nha. 9 xu.
bạn yêu cái cuộc sống độc thân của mình. Bạn cũng sợ đánh đổi cái cuộc sống độc thân của bạn sẽ rơi vào một cái mối quan hệ không hồi kết. Hai xu, bạn có những cái lựa chọn riêng cho mình. Bạn đào hoa của các bạn đang lên. Thôi cứ thoải mái lựa chọn nha, không sao hết. Bạn có thể lựa chọn cho mình một đối tượng phù hợp để có thể tìm hiểu yêu đương hẹn hò. Mỗi người có một cái quan điểm tình yêu riêng. Và đây thì các bạn thấy làm sao mà các bạn hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Ba gậy. Tụ này á thì các bạn được khuyến khích đi chơi nhiều lên, đi ra ngoài, hẹn hò, gặp gỡ, tham gia vào những cái cộng đồng, đội nhóm. Nếu mà cho mình gặp gỡ những cái người bạn mới cũng được, hay là nếu mà có ai đã giới thiệu đấy, hay là rủ đi chung với một cái hội nhóm nào đó mà có thể là bạn chỉ quen cái người bạn đó thôi, bạn không quen cái hội nhóm của họ, thì bạn cứ đi cho mình. Đồng nghiệp, bạn bè có thể là nơi mà bạn có thể tìm kiếm được một cái đối tượng yêu thương. Và twin flame của các bạn hay là đồ ăn của các bạn cũng có thể xuất phát là có liên quan đến bạn bè nha. Bạn bè hay là đồng nghiệp á. Ở đây thì mình cảm nhận là với hai lá số 3 ấy, từ khi mình rút thêm á, đều có số 3 hết. Số 3 là một số khá là trung thành. Nên là mình cảm nhận là các bạn sẽ có được một cái tình yêu trung thành, trung thủy ấy. Bởi vì cái năng lượng của các bạn toát ra cũng như vậy, cho nên dễ để mà bạn thu hút như vậy. Nhưng mà chính vì cái điều này có thể nó cũng sẽ đôi khi gây cái sự nhàm chán nha. Mình cảm thấy có cái tính trung thành nhưng mà mình cũng cảm thấy kết nối với nó là năng lượng của cái sự nhàm chán. Cho nên là các bạn có thể xem xét làm sao để cái chuyện tình cảm của mình nó được thuận lợi. Trong cái trải bài của các bạn luôn có rất là nhiều hình ảnh của động vật, cho nên ở đây có thể là các bạn là một người rất là tốt bụng. Bởi vì mình cảm thấy là ai mà yêu động vật ấy cũng sẽ có một cái sự tốt bụng bên trong. Ở đây mình thấy có nhiều cơ hội nhưng mà bạn vẫn chưa đưa ra được quyết định cho mình. Tức là bạn chưa có lựa chọn ai cả. Hãy cứ thoải mái đi. Khi nào các bạn đưa ra được quyết định thì khi đó mình sẽ biết thôi, hay là các bạn biết được rồi. Đó, thì chúng ta không cần phải cưỡng ép bản thân quá nhiều. Nhưng mà nếu mà bạn sợ tổn thương mà bạn cũng muốn có được tình yêu thì nó rất là khó. Cho nên là bạn phải chấp nhận ấy. Nhiều khi bạn có thể sẽ bị đau khổ chứ, nhưng mà nó cũng là cái cơ hội để bạn có thể nắm bắt được cái đầu one của mình, twin flame của mình. Nếu mà bạn nào mà các bạn đã gặp twin flame của mình rồi, các bạn đã gặp một người mà các bạn cảm nhận là bạn người đó chính là cái người mà bạn muốn kết hôn á, người đó chính là đầu one của bạn á, thì mình cảm thấy rằng với cái thông điệp ở đây á, hai bạn có thể bây giờ vẫn đang là bạn nhưng mà chẳng nói chuyện gì với nhau đâu, ý là nó vẫn ở đấy nhưng mà không có nói chuyện gì với nhau. Vẫn kiểu nghi ngờ nhau á, không có cảm thấy là tin tưởng được nhau, sợ là lại bị tổn thương á. Mặc dù ở đây thì mình thấy là có thể là từng phản bội nhau nha, nhưng mà chắc chắn là cái sợi dây hai người dính với nhau là cũng hơi hơi bị chặt. Tại twin flame ấy sẽ có những cái mối quan hệ nó rất là gây tổn thương cho nhau á, nó hơi bị drama. Nhưng mà mình thấy là các bạn vẫn rất là yêu thương nhau và có thể biết đâu ấy, trong tương lai các bạn lại quay lại và trở thành một cặp, trở thành một gia đình ấy. Lại sinh con đàn cháu đống, có thể là có ba đứa luôn đó chứ đừng có nói. Nên là cảm nhận của mình nhé, tại vì số 3, 3, 3, có thể là có ba đứa. Và nếu như mà bạn và twin flame của bạn quay lại lần này có thể là sẽ kết hôn đó. Kết hôn và có gia đình. Còn bạn nào mà chưa gặp thì sẽ gặp thôi. Nhưng mà giống như là hàng chất lượng á, phải chờ đến cuối cùng á, nó là bản giới hạn á, cho nên là đâu phải ai cũng sở hữu được, và chờ đợi mới là cái chìa khóa để có thể mở được cái kho báu này. Ở đây mình cảm thấy là cái năng lượng của các bạn ấy nó khá là trầm, tức là khi mà mình đọc bài cho các bạn, mọi niềm vui hay nỗi buồn mình cảm nhận được năng lượng của các bạn đều rất là bình bình yên á. Các bạn không quá là phấn khởi hay là quá là kích động nếu mà niềm vui tới, cũng chẳng có gì quá buồn khi mà những cái sự không như ý nó diễn ra. Hình như là chắc các bạn quen với cái điều này rồi. Và sắp tới các bạn sẽ có được may mắn, sẽ có được hạnh phúc cho mình. Và nên hãy cố gắng để mà mình có thể giữ cái sự lạc quan của bản thân. Thực ra nói như vậy nhưng mà mình biết rằng các bạn cứ để cho mọi thứ trôi qua tự nhiên và bình an.
hãy cứ tận hưởng cái cuộc sống của mình đi, bởi vì trong thời gian tới nên có thể là cái cuộc sống về vật chất của bạn cũng như là tài chính của bạn sẽ được tốt hơn. Cái dịp cuối năm này có thể một số bạn cũng sẽ có được tài sản hay là mua được tài sản. Một số bạn thì nếu mà khó khăn hơn, mình có thể sẽ có được một cái khoản dư giả một tí hay là tiết kiệm lại được một tí. Nói chung là cái tài chính của mình tốt, công việc của mình thì mình cũng cần chăm chỉ và lên kế hoạch rõ ràng. Bởi khi mà mình đọc bài cho các bạn, mình cảm nhận được là các bạn cũng rất là xem trọng những cái giá trị đời thực, cũng rất là thực tế á. Và chỉ cần những cái vấn đề thực tế của các bạn ổn á, thì mình thấy là các bạn cũng sẽ có một cái tâm thái nó nhẹ nhàng hơn. Chuyện tình cảm là một cái chuyện khó nói. Mình không thể nào nói với các bạn rằng hãy buông bỏ cái hàng rào của mình xuống. Nhưng ở đây mình thấy rằng là các bạn vẫn đang cố gắng để bảo vệ bản thân mình thôi. Các bạn vừa muốn tự do, các bạn vừa muốn thay đổi với AF1, nhưng mà các bạn cũng muốn bảo vệ bản thân và kiểm soát mọi thứ với ba gậy. Rất là sợ tổn thương, dường như là nỗi đau ở lại với bạn nó rất là dai nha. Là có thể là cái chuyện đó đã trải qua cả chục năm, nhưng mà khi mà nhớ lại hay là có bất kỳ cái đối tượng nào tiếp cận, hay là bạn bạn có tình cảm với đối tượng nào đó mà nó chưa có được rõ ràng, hay là bạn chưa có được những cái tín hiệu cụ thể á, thì bạn sẽ rất là dễ bi quan và cái nỗi đau nó bị kích hoạt lại rất là mạnh mẽ. Nó như ngày hôm qua mới xảy ra thôi chứ chưa có phải là xảy ra quá lâu. Thế ra là tụi này á, thì cho bản thân mình thời gian, cũng hãy cho người khác cơ hội, cho bản thân cơ hội. Có nhiều cách để mà bạn có thể đưa mình ra kết nối với thế giới xung quanh. Vì mình cảm nhận đó, các bạn nên mở rộng mối quan hệ ra, kết nối nhiều hơn để tránh đi cái năng lượng mình cảm thấy cô đơn. Mặc dù mình biết là các bạn rất là chán, các bạn không muốn đi ra ngoài, nhưng mà hãy đi ra ngoài đi, hãy tận hưởng đi nhé. Nó có thể sẽ mở ra cho bạn những cái chân trời mới. Ở đây cái năng lượng của cung lửa khá là mạnh ha. Ở Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử. Ok, và đó là tất cả những gì mình có thể đem đến cho tụ bài số 1. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào muốn có trả bài riêng có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Hẹn gặp mọi người trong những trả bài sau nha. Bye bye. Viên đá của tụ số 2. Tụ số 2 với chủ đề đó là thông điệp ngẫu nhiên dành cho bạn lúc này. Và đặc biệt là những bạn nào mà các bạn cảm thấy là cái chuyện tình cảm của mình chưa có được tốt, chưa có được thuận lợi, chưa được may mắn. Ở đây các bạn có The Sun. Với The Sun, hình ảnh của đứa trẻ có vẻ như tỏa sáng rực rỡ đúng không? Và có con ngựa có dương cầm cho mình cái cảm giác nó rất là thi sĩ. Nó kiểu sống một cái năng lượng tràn đầy. Cảm nhận được cái sự sống ở cái lá bài này. Và đối với cái thông điệp ngẫu nhiên cho bạn ấy thì mình cảm thấy là bạn hãy tỏa sáng đi. Bạn hãy cứ là chính mình. Hãy cho người khác thấy cái vẻ đẹp của bạn. Thực ra ở đây thì có thể các bạn sẽ có một cái thân hình đẹp và các bạn rất là thích ăn mặc làm sao để mà có thể toát lên cái vẻ đẹp hay là cho người khác thấy là thân hình bạn đẹp ra sao. Đó. Ở đây thực sự các bạn rất là rực rỡ. Cái vẻ ngoài của bạn có thể rất là tỏa sáng. Và mình thấy là năng lượng của các bạn, ngoài cái sự hơi nóng tính, hơi nóng vội ra, hơi bốc đồng một tí, cũng như là nó hơi nản cuộc nhanh á, thì cái gì cũng tốt. Có một cái năng lượng biết chăm sóc người khác, biết quan tâm người khác và chú ý những cái sự nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thì nếu mà gọi là nam giới thì khá là ga lăng, còn nữ giới thì là tình ý. Ở đây có Prince of Swords. Các bạn có rất là nhiều tài năng đó. Nói chung cái giao diện, cái vai bên ngoài của các bạn nó thực sự rất là tỏa sáng. Cái nội lực bên trong ấy thì mình còn thấy là nó hơi chưa được có mạnh mẽ lắm. Bởi vì ở đây nãy giờ cái năng lượng của các bạn nó toát ra bên ngoài nhiều hơn. Còn cái cảm nhận về năng lượng bên trong nó là cái sự tự tin gốc. Và nó là cái sự tỏa sáng từ gốc á, thì mình chưa có thấy nha. Ở đây có Tower. Một số bạn ấy, nếu mà trước giờ ấy, bạn nhận diện được cái vẻ đẹp của bản thân bạn. Và bạn biết rằng là người ta thích bạn bởi vì cái ngoại hình của bạn, bởi vẻ ngoài của bạn á, thì có thể trong thời gian tới này bạn sẽ thay đổi.
Mình thấy là bạn có thể có xu hướng là mình sẽ biết tập trung vào những cái mặt khác của bản thân và tập trung vào bên trong nhiều hơn. Có một cái sự mất mát nào đó, nếu mà bạn hối tiếc về nó thì thời gian nó cũng đã đi rồi. Bản chất á, là cái mối quan hệ đó nó không thể duy trì lâu được, hay là cái tình cảm mà bạn dành cho họ ấy, thì tức là bạn dành tình cảm cho họ nhưng mà chưa chắc họ đã dành tình cảm cho bạn. Thì nếu mà vũ trụ can thiệp vào và cản ngăn mối quan hệ này, khiến mối quan hệ này có những cái sự giống như là khúc mắc, hiểu lầm trong giao tiếp hay là cái cách thể hiện tình cảm của mình ra ngoài ấy, thì nó sẽ là một cái sự bảo vệ cho bạn, an toàn cho bạn. Thời điểm này là cái thời điểm mà bạn nên nhìn nhận vào những cái sự mất mát của bạn. Mình thấy là bạn nên nhận cái sự giúp đỡ, tại vì bản chất mình thấy là bạn cũng rất là kiêu ngạo quá. Cái việc mà bạn có thể chấp nhận cái sự giúp đỡ người khác hay là thể hiện cái sự yếu đuối của mình với người khác ấy, bạn sẽ không có thấy thoải mái lắm. Bởi vì có thể người ta luôn nhìn thấy bạn với một cái ánh hào quang, bạn luôn tỏa sáng, bạn luôn là trung tâm, bạn luôn rực rỡ và bạn không muốn đánh mất hình tượng chẳng hạn. Nhưng thời điểm này là cái thời điểm mà bạn nên nhận cái sự hỗ trợ từ những cái người xung quanh. Có thể tìm cho mình một cái nơi trốn tạm thời sau khi mà cái tòa tháp của mình đổ, mình không có chỗ nào về nữa, thì bạn có thể có cho mình một nơi trốn tạm thời. Hãy nhận cái sự giúp đỡ. Không phải là bạn yếu đuối, mà khi mà bạn chấp nhận cho mình nhận cái sự giúp đỡ, bạn mới là người mạnh mẽ. Chỉ có người mạnh mẽ mới dám có thể là cho mình nhá, tỏ ra cái sự yếu đuối với người khác. Còn nếu mà bạn luôn cố gắng bạn thể hiện rằng bạn mạnh mẽ nhưng mà trong tâm bạn luôn mỏng manh như vậy á, thực sự nó rất là ngược với cái năng lượng của cái từ mạnh mẽ. Mình cảm thấy có cái sự đuổi bắt nào đó, có thể là bạn có một cái tình cảm mà bạn không có được cho lại một cái sự xứng đáng, hay là tình cảm đấy nó bị mất cân bằng, hay là bạn đơn phương. Cảm thấy cái người mà bạn đơn phương rắc thính hơi nhiều nha. Tức là không phải là họ đi rắc đâu, mà bản chất đó, họ ngồi không thôi. Cái thính của họ tự rắc đó. Rất là nhiều người mê đắm họ. Và bạn cũng như vậy. Bạn cũng đã đem lòng yêu họ. Nếu mà bạn đã quyết tâm để mà mình buông bỏ nó, bạn có thể cầu nguyện rằng là nếu mà bạn và họ là dành cho nhau, thì cầu nguyện là hai người có thể thuận lợi đến với nhau và có một chuyện tình hạnh phúc êm đềm. Hay là tất cả những gì mà bạn muốn, bạn đều có thể cầu nguyện với họ. Còn nếu mà các bạn không dành cho nhau, thì cũng cầu nguyện rằng bạn có thể buông bỏ họ một cách nhẹ nhàng. Vũ trụ sẽ giúp bạn. Ở đây mình thấy là bạn đang có thể là còn cố để mà mình hạ bớt cái ánh sáng của mình chỉ vì họ nha. Tức là bạn bạn luôn luôn tỏa sáng, nhưng mà khi mà ở bên cạnh người này, bạn cố gắng để bạn ém đi cái ánh sáng của bạn. Nhưng mà khi mà bạn dần ém đi cái ánh sáng của bạn cũng là lúc bạn dần đánh mất chính mình. Và khi mà bạn dần đánh mất chính bạn thì bạn đâu còn sức hấp dẫn nữa đâu. Nếu mà họ yêu bạn ấy, họ sẽ giúp cho cái giá trị của bạn đi lên. Còn nếu mà bạn yêu họ mà càng ngày bạn càng cảm thấy là giá trị bản thân của mình đi xuống. Đến một cái khoảng thời gian nào đó mà bạn nhận diện rằng dần bản thân bạn đang thay đổi. Và nếu mà cứ tiến trình như vậy, bạn sẽ đánh mất bản thân mình, bạn không còn nhận ra mình nữa. Thì hãy xem xét lại. Sẽ vẫn có những cái người sẵn sàng có thể giúp đỡ bạn và bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ, bởi vì bạn cũng đã giúp đỡ rất là nhiều người. Có những cái mục tiêu bạn đề ra, bạn muốn chinh phục được nó, hãy nỗ lực nhiều hơn. Và nếu mà có thất bại, có ngã xuống, thì cũng hãy cố gắng đứng lên. Bạn cần có những cái bài học và cuộc đời của bạn có thể sẽ có những cái biến cố. Tuy nhiên, hãy tin rằng là tương lai bạn có thể sẽ rất là thành công ấy. Bởi vì năng lượng được sân nó rất là mạnh mẽ. Cái vấn đề ở đây chính là nếu mà tình cảm của bạn có vấn đề ấy, thì bạn cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng liên quan đến công việc của bạn. Cho nên là bắt buộc bạn phải vững vững trong công việc hay là vững trong cái tâm trí của bạn để có thể đảm bảo những cái lần đớn đau như vậy sẽ không hạ gục bạn được. Ở đây cái thông điệp cho bạn đó là hãy cắt bỏ đi những cái mà nó đang níu chân bạn ấy, những cái quá khứ, những cái mối quan hệ cũ,
những cái cảm xúc tiêu cực cũ, những cái đối tác cũ mà nó không có lành mạnh, kể cả là bạn bè nhé, hay là đồng nghiệp hay là gì đó nha, người thân, đôi khi là cái năng lượng của họ sẽ không tốt. Thì bạn có thể cắt bỏ này, chỉ đơn giản là bạn cắt bỏ cái năng lượng, chứ không nhất thiết là bạn phải nghỉ chơi nha. Tại vì nhiều khi đồng nghiệp mình không thích nhưng mà mình vẫn phải làm việc chung. Bạn có thể hạn chế cái sự tiếp xúc năng lượng với họ, hay là bạn chỉ cần nhận diện được là à, năng lượng của họ khác bạn, cho nên là bạn sẽ xây một cái hàng rào vô hình để bảo vệ năng lượng của bạn thôi. Thời gian để nghỉ ngơi, đi tu đi, đi có những cái khóa thiền, khóa tu đó, kéo dài cả tuần hay là 2 tuần gì đó, hay là cho mình nghỉ ngơi á, mình nghỉ ngơi ngay nhà mình không có nói chuyện, không có điện thoại gì hết trơn á, mình làm cái gì mà mình thấy hạnh phúc là được. Và bạn có thể sử dụng đến năng lượng của những cái viên đá, nó cũng có thể cung cấp lại năng lượng cho bạn, hay là giúp bạn phục hồi tốt hơn. Đến cả mặt trời nó cũng còn có thời gian nghỉ ngơi mà, đúng không? Nó cũng phải lặn đi xong sáng mai nó lại ngói dậy á. Cho nên là bạn không nhất thiết phải cố gắng để mà trở nên hoàn hảo trước mắt người khác đâu. Cũng như là bạn cũng không cần phải thể hiện ra là bạn sống rất là tốt, bạn vẫn rất là xinh đẹp, tỏa sáng khi mà không có họ bên cạnh. Nếu mà mình buồn ấy thì hãy cứ chấp nhận cái cảm xúc mà mình buồn đi. Mình đâu có cần phải đăng lên mạng xã hội cho họ nhìn đâu. Nhưng mà mình có thể buồn với chính bản thân mình. Hay là nếu như có những cái người thân mình có thể buồn cùng họ thì hãy cứ buồn thôi. Với hình ảnh xấu xui ấy thì mình cảm thấy là đôi khi bạn cũng vì người khác quá ấy. Có thể bạn còn có cái sự giúp đỡ đối với họ hay là có ơn với họ cơ. Nhưng mà cái cách mà họ đối xử lại với bạn nó hơi kỳ kỳ á. Thôi kệ đi. Kệ, bởi vì là không phải là mình bỏ qua nha. Mình chỉ kệ bởi vì là mình sẽ ok coi như là mất cái người bạn này, và dẫu có sao thì cũng đừng bao giờ tin tưởng lại họ nữa thôi. Kiểu mất niềm tin là sẽ xóa niềm tin. Còn gặp nhau ngoài đời thì có thể vẫn nói chuyện, vẫn xã giao bình thường. Khi mà bạn trải qua những cái mất mát lớn như vậy á, mình thấy là bạn sẽ học được cái việc là bạn sẽ có thể bình thản đón nhận mọi thứ. Cái tâm thế của một người không có quá là bất ngờ trước những cái biến cố, nó có phần là vững hơn. Các bạn có được cái sự bảo vệ của những cái thiên thần, họ đang hỗ trợ bạn để có thể làm sạch đi những cái nỗi sợ của bạn, cũng như là những cái độc hại trong quá khứ á. Mà đương nhiên họ cũng sẽ cần thời gian và cái sự tương tác hỗ trợ từ phía bạn. Tại vì ở đây thì mình thấy là nhiều khi á, bạn bạn không còn thèm cầu nguyện cơ, tức là bạn muốn tự giải quyết bản thân mình, bạn độc lập, bạn không có muốn dựa dẫm vào người khác. Với cái hình ảnh của The Sun ở đây và đến cái lá năm xu á, cái mặt trời ở đây giống như là nó đang gần trưa á, nó rất là rực rỡ. Buổi sáng đúng không? Trời rất là xanh, ở đây thì nó có phần là giống như chiều tà, cho mình cái cảm giác là cái năng lượng của các bạn bây giờ đã dịu hơn rất là nhiều. Và các bạn cũng có cái phần trầm lắng hơn, các bạn có cái phần trưởng thành hơn, cảm thấy mình đã già đi nhiều trong cái suy nghĩ của mình. Các quan điểm hay là những cái khát khao, cái hy vọng của bạn trong chuyện tình cảm cũng như cuộc sống ấy, dần nó cũng có phần là nó bớt lửa đi. Ở đây thì các bạn có thể sẽ đã và đang đối diện với cái sự mất mát của bản thân. Thì mình không có nói là các bạn sẽ tốt thế này đâu, tương lai thế kia đâu, không có hứa hẹn cái điều đó. Cái điều đó bạn sẽ tự tạo nên trong tương lai của mình. Thời gian bây giờ là cái thời gian để bạn chữa lành trước, cũng như là cái gì cần dứt là dứt nha, không có nhây. Tại vì ở đây mình thấy là đôi khi bạn cũng rất là lụy tình nhá, hơi bị lụy tình, toàn tâm toàn ý quá, thành ra là đôi khi mình có thể sẽ kiểu cảm xúc nó lên cái là mình vẫn nhớ lại, mình vẫn mong chờ ấy. Có thể đôi khi cũng là cho người khác cơ hội luôn. Với Prince of Swords thì mình cảm thấy là có những cái mục tiêu mới bạn nên chú ý vào nó, và cái mục tiêu bây giờ chính là có thể lấy lại cái sự cân bằng cho cảm xúc trước. Người bạn thích, cái mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được ấy, nhiều khi bạn cứ chăm chăm vào nó, bạn cứ tập trung vào cái người bạn thích đó, thì đến một lúc bạn nhìn lại á, bạn đã bỏ lỡ rất là nhiều điều trong cuộc sống của bạn. Và nhiều khi bạn có được cái mục tiêu đó chưa chắc bạn đã hạnh phúc, bởi vì trong suốt quá trình ấy, bạn không có một cái phút giây nào mà bạn quên đi cái khoảnh khắc bạn phải nhìn về cái mục tiêu của bạn. Tất cả những cái sự vui thú xung quanh cái hành trình của bạn, những cái trải nghiệm mà cả vui cả buồn, những người xung quanh bạn họ sẽ không thể nào chờ bạn, họ cũng không có thời gian rảnh để mà họ ngồi đó, họ luôn giống như là trực chờ,
có sẵn cho bạn. Hãy trân trọng tất cả những cái gì bên cạnh cuộc sống của bạn, từ những cái nhỏ nhặt nhất. Từ đó bạn có thể giúp cho bản thân mình chữa lành, cũng như là dần sẽ có thể cắt đôi nỗi sầu ha. Với Tower mà cái sét nó đánh xuống á, thì tức là vũ trụ đã can thiệp rồi. Mà vũ trụ can thiệp chắc chắn là vì lợi ích của bản thân bạn, chứ không vì ai hết. Biết đâu các cụ ở nhà bạn á, họ ở trên cao, họ đã nhìn thấy những cái điều không tốt đẹp có thể đến với bạn trong tương lai. Họ đã cố gắng ra sức để có thể bảo vệ bạn. Họ biết rằng bạn sẽ buồn chứ, họ biết rằng bạn sẽ đau khổ, nhưng mà thà như vậy, thương cho roi cho vọt. Chứ thực ra mình thật là họ vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ bạn mà. Hãy đừng cứ lúc nào cũng phải dâng hiến bản thân mình cho người khác, cũng phải vì người khác á. Đôi khi bạn hãy cứ nghỉ ngơi một chút, quan tâm bản thân mình một chút, cho mình cái khoảng thời gian mình đừng có kết nối với mọi người, đừng có vì mọi người nữa, mà hãy vì bản thân mình. Hãy nghỉ ngơi nha, vì bản thân, chăm sóc bản thân một chút ha. Cái gì là những cái mối quan hệ mà nó chỉ yêu cầu lợi ích từ bạn á, xử lý nó. Và đó là tất cả những gì mình có thể đem đến cho tụ bài số 2. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào muốn có trải bài riêng có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nha. Bye bye. Viên đá của tụ số 3. Tụ số 3. Chủ đề đó là thông điệp ngẫu nhiên dành cho bạn lúc này. Một cái thông điệp chữa lành, và đặc biệt cho những bạn nào cảm thấy là cái chuyện tình cảm của mình không có được thuận lợi lắm ý. Đấy, The Magician, Bali. Mình cảm thấy là ở thời điểm hiện tại có vẻ như là bạn cũng có nhiều cái cuộc họp bạn bè này, bữa tiệc này. Và thực ra đôi khi có thể là bạn chính là đầu têu cho những cái bữa tiệc đó. Cũng khá là vui bởi vì bạn đã kết nối được nhiều người xung quanh. Gia tăng cái sự kết nối của mình với mọi người xung quanh, cũng như là tạo ra những cái nguồn năng lượng mới, những cơ hội bạn bè mới cho mình. Về cái chuyện tình cảm của bạn thì mình thấy là bạn chôn giấu cảm xúc bên trong. Bạn có rất là nhiều tình yêu. Tình yêu này có thể dành cho một ai đó. Người đó rất là hấp dẫn. Có thể là da họ ngăm nha. Họ có da ngăm, da tối màu. Bạn có thể da trắng hơn á. Tức là da bạn là da trắng bật tông luôn, còn họ là da ngăm hơn. Họ có thể làm những cái công việc mà nó phải vận động nhiều, dùng sức nhiều. Còn bạn có thể là làm những cái công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe, hay là hỗ trợ tinh thần, tâm linh tôn giáo. Hay là nhiều khi là bản chất bạn sinh ra bạn đã giỏi về những cái lĩnh vực đó. Cái này cũng có thể là ngược lại giữa cả hai người. Trực giác của bạn khá là tốt. Bạn biết là họ có thích bạn không. Trái tim của bạn luôn hướng về họ, dường như là cái vua Lin này này, nhìn về cái hướng của vua gậy này này. Nhưng mà cái ông này là nhìn về phía trước, nhìn về cái phía camera này. Cho nên mà cái ông này nhìn như là kiểu đang rất là sẵn sàng để có thể bật dậy và có những cái chiến thuật cho mục tiêu của mình, đúng không? Một cái tinh thần mà đang sẵn sàng có thể hành động bất kỳ lúc nào. Thì cảm nhận của mình là dường như họ tập trung cho công việc, còn bạn thì tập trung vào họ. Cái hình ảnh con chó nó ở đằng sau ấy, cho mình cảm nhận là bạn có tình cảm. Bạn rất là, có thể là thích họ lâu rồi. Một cái tình yêu đơn phương nhưng mà nó rất là trung thành luôn. Bạn luôn hướng về họ, bạn giấu rất là kỹ nha. Mặt của vua Ly rất là lạnh ha, lạnh như tờ. Có thể là nhiều khi nhìn bạn có thể là bạn là giới tính nữ, nhưng mà cái năng lượng của bạn giống như là một người nam vậy. Rất là mạnh mẽ bên trong. Đương nhiên về năng lượng của vua Ly thì cho mình cảm giác là bạn luôn mang một cái vai gì đấy nó bí ẩn á. Đó. Và nó có thể là đôi mắt của bạn. Gương mặt của bạn ấy, nó có cái gì đó nó cũng rất là sắc nét á. Nó là cái kiểu đẹp sắc sảo, chứ không phải là kiểu baby ngây thơ đâu. Nhưng mà sao nhỉ, dường như là bạn cảm thấy là bản thân mình ấy, cũng không phải là không có ai hấp dẫn gì đâu, hay là không có ai ưa mình gì đâu. Nhưng cái người này dường như là không có tập trung với bạn. Tức là bạn tự cảm thấy như vậy nha. Và cái người này mình thấy là họ cũng tập trung cho công việc thật, và mình chưa thấy họ quay lại nhìn bạn. Với lại là mình thấy là ai cũng không có muốn chủ động lắm á. Tức là đôi khi là chủ động một chút xong lại thôi, xong mà thấy cái tình cảm này nó cứ chơi vơi, nó cũng khiến bạn rất là mệt. Bạn có phần là chủ động hơn trong các cuộc vui, trong các buổi gặp gỡ ở thời điểm hiện tại, nhưng cái điều đó nó cũng không thể nào lấn át được cái năng lượng nước trong bạn ấy.
cái phần cảm xúc trong bạn, cái phần nhút nhát, cái phần e thẹn trong bạn. Mình thấy là bạn khá là duyên dáng ấy. Đáng lẽ cái hình ảnh của bạn đó, nó sẽ phải đi với những cái người như thế nào nhỉ? Là nó vững chắc, nó truyền thống đúng không? Nhưng mà mình cảm thấy rằng dường như cái người mà bạn thích nó luôn sẽ có một cái hình tượng nào đó mà nó hơi bết bết một tí nha. Nó phải có cái gì đó nó phong trần một tí. Ở đây mình thấy là các bạn có thể là ở gần nhau hay là liền kề nhau gì đấy. Nói chung có cái gì đấy nó cũng gần gần nhau, ngồi chung bàn gần nhau làm việc trong công ty thì sao. Đó, cái kiểu vậy. Cái tình cảm nó rất là nhiều á, nhưng mà giấu rất là kỹ. Với lại là mình thấy là đôi khi bạn đắm chìm trong chính cái cảm xúc yêu thương của bạn dành cho cái người nào đó. Chắc là cũng tính từ bỏ nhiều lần rồi nhưng mà không có thành. Thế là vẫn lại tiếp tục thích họ. Đến bây giờ thì cái thông điệp dành cho bạn ấy thì chà bà chỉ muốn nói rằng là nếu mà bạn đã có cái chuyển mình trong những cái năng lượng rằng mình có những cái tập trung gặp gỡ mới bạn bè đó, ok không sao cả. Nhưng mà hãy biết rằng là ở thời điểm hiện tại cái người này dường như là vẫn đang tập trung rất là nhiều cho công việc. Bạn có rất là nhiều cái năng lượng của cái sự đủ đầy á, cái sự tích cực. Nói chung năng lượng của bạn là năng lượng chữa lành ấy, ai đến gần bạn cũng cảm thấy là được chữa lành hết. Nó là một cái năng lượng, nó là gì, gọi là gì, bản năng của bạn rồi, sinh ra đã có rồi. Mình thấy là bạn giống như là bạn là gì, liều thuốc cho tất cả mọi người. Mọi người có thể vui buồn gì đó đến với bên cạnh bạn là sẽ cảm thấy thoải mái nha. Không nhất thiết bạn phải là một người vui vẻ, bạn phải là một người náo nhiệt và luôn pha trò với mọi người. Nhưng khi mà kết nối với bạn ấy, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy là được thấu hiểu, được chữa lành sâu, mà có thể là họ sẽ không hiểu tại sao họ lại có cảm giác đó. Đôi khi có thể là họ nói chuyện với bạn, họ cảm thấy vui, nhưng mà họ không biết được là sâu bên dưới họ nó được chữa lành, nó được cảm thấy vỗ về gần gũi an ủi từ sâu bên trong cơ. Cho nên là cái người nào mà đến gần bạn ấy thì nào họ cũng sẽ hưởng được những cái năng lượng tích cực này. Nhưng nó cũng sẽ có hai mặt á. Tại vì là chính vì bạn có cái năng lượng này á, thành ra là bạn sẽ dễ thu hút rất là nhiều người họ có vấn đề. Tức là sinh ra cái bản năng của bạn, bản chất năng lượng của bạn á, nó giống như là nó hút những cái người có vấn đề rồi. Bởi vì năng lượng của bạn giống như năng lượng của người mẹ, đầy tình yêu thương. Và chính vì cái này đó cho nên là mình thấy là bạn cũng sẽ có một cái công cuộc để mà có thể tự cân bằng cảm xúc này, hay là phát huy, hay là gọi là gì nhỉ, luôn cố gắng để trau dồi về cái mặt trực giác của mình, tâm linh và khả năng chữa lành, lòng từ bi, lòng trắc ẩn của bạn đó. Soulmate, nếu bạn đang nghĩ đến ai đó thì đây là soulmate của bạn. Chắc lại là nghĩ đến cái người các bạn thích đúng không, thì họ chính là soulmate của bạn, là soulmate của bạn. Ừ, nhưng mà soulmate này sao ta, soulmate này thì mình thấy họ đam mê quá. Tại vua gậy mình thấy là họ mê công việc quá, rất là mê công việc. Hai bạn có thể vẫn ở giới hạn là bạn bè thôi. Nếu mà bạn có ý định sử dụng như cái gì nó là ma thuật đen hay là gì mà spell gì đó, tình yêu gì đó, lên cái người này á, thì mình không khuyến khích nha. Tại vì mình cảm thấy một cái năng lượng nó sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ này. Thay vì là bạn tác động những cái luật hấp dẫn rồi là thu hút tình cảm gì họ, thì bạn nên xây dựng cái sức mạnh bên trong của bạn nhiều hơn. Và bạn nên tập thể dục thể thao nhé, cho cơ thể nó khỏe, săn chắc. Tại vì cảm thấy là nếu mà bạn muốn đồng hành cùng người này đó, thì có thể là họ sẽ có những cái buổi đi chơi, hay là những cái hoạt động mà nó phải có sức mạnh á, mới tham gia được. Thì bạn phải có sức mạnh thì họ mới dám rủ bạn, kiểu vậy á. Đấy thì hai người mới có cơ hội với nhau. Hay là mình phải kết nối nhiều lên nha, mình phải đi chơi, biết đâu trong cái vòng mình đi chơi đó, cái tự nhiên có người trong cái hội của họ, tự nhiên một ngày có cái sợi dây kết nối giữa bạn và họ, hai người có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Ừ, cho nên là thoải mái lên, mình phải mạnh mẽ lên ha, chịu khó đi chơi, gặp gỡ mọi người, tập thể dục thể thao, hoạt động nhiều lên nha, đừng có ru rú nữa. Tại vì ở nhà cũng chỉ bấm điện thoại thôi, lướt top top, trời ơi nó đừ người ra ấy. Thôi. À, với lại cái tụ này này, các bạn phải
phải tập thể dục thể thao cho cái trực giác của bạn nó phát triển một cách lành mạnh và nó chính xác hơn ấy. Tại vì bản chất các bạn có cái năng lực đó, bạn đã có cái khả năng đó rồi, nhưng mà mình thấy là nó không được rèn luyện, nó không được bồi dưỡng một cách mà nó lành mạnh. Các bạn sử dụng nó, các bạn bồi dưỡng nó theo dạng là nó là những cái năng lượng tự nhiên từ trong bạn, tại vì bạn có cái khả năng bạn nhận diện được cái năng lượng cảm xúc bên trong, nhưng cái năng lượng về cơ thể, sức về cái cơ thể của bạn ấy nó lại không có chịu được. Thì về bản thân chúng ta không là gì cả, nhưng cái thân này, cái tâm trí này đều là chúng ta đang mượn nó, nên là để có thể sử dụng tốt nó thì chúng ta phải khỏe cả về mặt tâm trí cũng như là sức khỏe về mặt tinh thần cũng như là sức khỏe về mặt thể chất. Vậy nên là chú khó tập thể dục một chút nha, sẽ mở ra cho các bạn những cái cơ hội, bởi vì ở đây hai bạn là soulmate của nhau, có thể là hơi bị mê nhau luôn, đắm chìm vào nhau thôi nghiện rồi còn ngại. Chưa thấy cái tín hiệu rằng các bạn sẽ thành một cặp, nhưng mà với soulmate mà thấy cái hình ảnh đắm chìm như vậy á, mình cảm thấy không yêu nó hơi phí. Ok, cuốn nhau lắm, biết đâu sẽ có những cái khoảnh khắc nó kiểu không có được định trước là hôm nay các bạn sẽ xảy ra cái gì ấy, nó sẽ xảy ra ấy. Nói chung là mối quan hệ này các bạn đừng kiểm soát, các bạn kiểm soát là càng không được. Với lại mình thấy là The Magician đó, là bạn phải tin là cái mối quan hệ này ấy, nó sẽ được như ý bạn. Với lại là bạn cần phải biết là cái nào là tốt nhất cho bạn ấy. Tại The Magician nó đừng có thu hút lung tung, hay là đừng có sử dụng luật hấp dẫn lung tung nha. Dễ hút lắm. Và cái suy nghĩ của bạn này nó cũng cần phải chỉnh chu. Tại vì là nhiều khi suy nghĩ của bạn cũng dễ trở thành hiện thực á. Nên thay vì nghĩ nhiều á thì có thể đi tập thể dục cho nó bớt nghĩ đi. Ở đây có hai kiếm, cái lá này nó rớt này. Rớt mà phải mò xuống dưới bàn để mà lấy. Thì đừng có nghĩ nhiều, thực ra mọi thứ nó vẫn đang rất là bình ổn, đừng có sợ rồi họ sẽ ghét bạn hay gì đó ha. Bây giờ hãy lui về tập trung cho bản thân. Bạn cứ hướng về họ đi, tại vì với năng lượng của vua Ly nhá, thì thú thực á, đã là vua rồi thì kiểm soát cảm xúc rất là tốt. Thì mình không có sợ là các bạn sẽ vì yêu người này mà sinh ra những cái vấn đề nó không có được tích cực, nó không có được lành mạnh. Đó, cho nên là nếu mà bạn cảm thấy rằng giữ cái tình cảm này trong lòng ok thì hãy cứ để đó. Dường như là chính cái khoảnh khắc khi mà bạn nghĩ về họ, bạn đang dành tình cảm cho họ này, thì bạn cũng đã nhìn nhận ra được rất là nhiều về con người của bạn. Bởi vì dường như bạn cũng đang dần phải khám phá cái vùng biển sâu trong bạn, cái vùng biển về cảm xúc, về tình cảm, về những cái khao khát yêu thương đã bị chôn giấu, đã bị vùi lấp bấy lâu nay. Lá bậy gậy này, lá này cũng là tự rớt ra ấy, nhưng mà nó lại rớt xuống gầm bàn. Trời ơi, thế là mình lại phải mò ấy. Các bạn đừng có cô lập bản thân mình, cũng đừng có cố gắng để mà mình suy nghĩ tiêu cực. Các bạn đừng có nghiện nỗi buồn. Bởi vì mình thấy nhanh thôi họ có thể sẽ nhắn tin cho bạn, hay là hai người sẽ có những cái chuyến đi cùng nhau, hay các bạn có thể sẽ phải tách nhau ra theo dạng địa lý luôn á, tức là họ sẽ đi xa, họ sẽ đi làm xa, bạn sẽ đi làm xa, bạn sẽ đi học xa, đi định cư gì đó. Nói chung là sẽ ở xa nhau ra á. Ở xa nhau không có nghĩa là sẽ mất nhau, bởi vì có mất nhau hay không phải xem là các bạn có phải là người dành cho nhau không. Các bạn không dành cho nhau thì có gần nhau cũng thế thôi, có bao giờ gặp đâu mà đòi. Cho nên là hãy trân trọng soulmate này, dù là bạn với họ có thể sẽ trở thành một cặp, hay là vẫn sẽ như vậy, hay không chơi với nhau nữa, chỉ là bạn bè hay sao đó, thì hãy cứ trân trọng họ, bởi vì họ đã có một cái vai trò giúp bạn nhìn sâu hơn trong cái con người của bạn, sự thực của bạn, tất cả những gì mà bạn cần đào xới khi mà bạn tương tác với họ, bạn đã có được. Đó mới là giá trị quan trọng. Đương nhiên không có được họ, bạn sẽ buồn, bạn không có được cái người mình yêu thương thì mình sẽ hơi hụt hẫng, thất vọng. Nhưng mà nếu mà bạn thực sự yêu họ ấy, bạn cũng sẽ mong họ có được hạnh phúc, đúng không? Bạn cũng sẽ mong rằng họ sẽ có được một cái cuộc sống vui vẻ, được là chính bản thân mình. Thì nếu như mà bạn không phải đối tượng có thể cùng họ xây đắp cái hạnh phúc này, thì sẽ là một người khác. Mình yêu thích một bông hoa, không nhất thiết mình phải ngắt nó,
Chỉ cần nó sống tốt, chỉ cần nó cứ thế nó tỏa hương sắc, mình cũng sẽ hạnh phúc. Đâu có nhất thiết là mình phải ngắt cái bông hoa này đâu, bởi vì bạn ngắt đi thì nó giống như là nó chỉ được một lúc cho nó héo. Nó là cái sự ích kỷ. Đừng dùng tình yêu để ngụy biện cho những cái hành động ích kỷ của bản thân. Con người luôn ích kỷ, yêu là muốn có được. Nhưng tình yêu vô điều kiện ấy thì đâu nhất thiết phải như vậy. Và nó sẽ vẫn là một mối quan hệ bỏ ngỏ cho tương lai. Tương lai có thể là các bạn sẽ có những cái điều xoay chuyển. Còn bây giờ mình thấy nó vẫn rất là bình yên để bạn có thể tự được là chính bạn và họ được theo đuổi cái ước mơ của họ. Một ngày nào đó họ cũng sẽ quay trở về khi mà họ nhận diện ra được rằng cái người bên cạnh họ bấy lâu nay là soulmate của họ. Còn bạn thì bạn cũng phải sống cái cuộc đời của bạn, bạn cũng phải học những cái bài học của hành trình bạn. Nên là hãy để tương lai sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn. Thực ra trực giác của các bạn cũng sẽ biết một phần nào đó đấy, nhưng mà bây giờ nó hơi đang quá nhiều những cái suy nghĩ nó chen lấn hỗn tạp, khiến cho bạn đang mất đi cái khả năng có thể biết được là tương lai hai người có thể đến với nhau không, có thể thành một cặp không. Thành cặp không nó cũng không quan trọng đâu. Và đó là thông điệp cho tụ số 3. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp mọi người trong những trả bài sau. Bạn nào muốn có trả bài riêng có thể liên hệ với mình ở phần mô tả nha. Tụ bài số 4. Viên đá của tụ bài số 4. Cái đèn của mình nó hết pin hay sao? Nó tắt mất tiêu. À không, nó yếu điện. Tụ bài số 4 chủ đề đó là thông điệp ngẫu nhiên dành cho các bạn. Đặc biệt là những cái bạn nào mà các bạn cảm thấy cái chuyện tình cảm của mình không có được thuận lợi. Đây có được Fool, Rebirth, 8 kiếm, Strength, Prince of Cup. Rồi, người cũ quay lại. Sẽ có một cái sự hồi sinh của một mối quan hệ cũ. Nói chung là người cũ quay lại. Dẫu sao mình cũng quay cái video này vào thời điểm trước mùa sao Thủy nghịch hành. Cho nên là cái việc người cũ quay lại nó cũng là bình thường ấy. Ừ. Có mỗi mình là mình chưa thấy cái người cũ nào quay lại trong mùa sao Thủy nghịch hành hết trơn á. Mình chỉ có là chuyện cũ thôi chứ người cũ là không thấy luôn. Có một cái siêu năng lực, mặc dù là cái vị trí lá số chiêm tinh của mình là rất là bị ảnh hưởng bởi sao Thủy nha. Ok, và mình thấy ở đây á có người cũ quay lại. Quay lại và đưa cho bạn, offer cho bạn cái tương tác mới. Đấy, cái người này đi về xong là đưa cho bạn cái ly tình cảm này này. Một chàng kỵ sĩ. Cho nên là có vẻ như cũng rất là nhiều năng lượng, có nhiều lửa, nhiều nhiệt huyết nhưng cũng đầy cảm xúc. Cũng có phần là nó không phải là quá năng động, cũng không phải là một cái năng lượng mà nó quá là ham chơi đâu, nhưng mà mình thấy là nó cũng chưa quá là chín chắn trưởng thành. Cảm nhận của mình vẫn là cái người này trẻ con á, vẫn có một cái năng lượng trẻ con. Thiên thần thì đang ối rồi ôi lên, đang gào thét để bảo vệ bạn. Họ đang truyền cho bạn những cái sức mạnh nhá, để bạn có thể tự đưa ra quyết định đúng đắn cho mình trong cái tình huống này. Họ cũng đang hướng dẫn bạn theo một cái sự vô thức á. Đó. Họ luôn nhắc nhở bạn về cái mối quan hệ này. Thấy là người này quay trở về á, thiên thần cũng cũng rất là muốn báo động bạn về cái tình yêu thương bản thân. Vậy họ chỉ muốn khuyến khích bạn là bạn nên xem xét là mối quan hệ này có xứng đáng với bạn không thôi. Chứ họ không nói rằng bạn nên chọn một quan hệ này hay không nha. Ở đây á, thì mình thấy là người cũ này thì thấy quay về rất là mạnh mẽ rồi. Còn một số bạn thì ở đây thấy là có khởi đầu chuyện tình cảm mới, có người mới tới, có tình yêu mới. Sau những cái sự hơi chán đời về chuyện tình cảm thì có người giống như là lẽo đẽo theo bạn luôn á. Mê lắm, cuốn bạn dữ lắm. Nhưng mà không biết là bạn chọn sao thôi. Tại vì là mình thấy là nó giống như cũng hơi bám đuôi á. Bạn sẽ cảm thấy cái năng lượng của cái sự bám đuôi. Họ có thể là cũng rất là nghe lời bạn ấy. Là bạn nói gì nghe đấy. Kiểu vậy. Nói chung là họ thích bạn thì chắc chắn họ sẽ ngoan rồi. Nhưng mà mình cảm thấy là bạn cũng rất là open á. Bạn thoải mái lắm. Bạn cũng không phải là kiểu quá chú tâm vào họ. Thành ra là họ càng thích bạn hơn. Mà cái người mà có thể là bạn từng chú tâm thì họ lại chẳng chú tâm vào bạn. Cuộc đời nó là thế đấy. Thì ở đây á, mình thấy là cái người mới á thì tinh thần thì hướng về bạn rồi. Đó, lúc nào cũng thấy bạn trong mắt thôi à. Nhưng mà thật lòng hay không thật lòng thì bạn cứ kiểm chứng từ từ nha.
Còn ở đây thì nó không có nói, chỉ là cái vấn đề đây lại nhắc về người cũ nhiều hơn. Là người mới thì ok, bạn cứ thoải mái, bạn thấy là ok thì bạn cho cơ hội. Còn không thì bạn có thể từ chối họ một cách khéo léo. Đó. Còn trả bài này thì nó lại không có hướng về người mới nhiều, mà nó lại hướng về người cũ. Người cũ mới là vấn đề, còn người mới thì cưng thích thì cưng chọn, mà cưng không thích thì thôi. Đấy, ý là vũ trụ là như vậy đó. Thì ở đây người cũ thì có ý quay lại và rất là mạnh mẽ luôn. Nói chung là vào thẳng vấn đề ạ. Có về thì nói thẳng luôn là anh vẫn còn yêu em, chúng ta quay lại nha, chúng ta làm lại từ đầu nha. Đó, tức là vào thẳng vấn đề, không có nhây, không có lòng vòng gì hết. Người này thì cũng rất là tình cảm lãng mạn ấy. Cũng rất là bảnh, đẹp trai, xinh gái. Rất là dễ thương và cũng rất là tự tin. Mình thấy là bây giờ bạn giống như là cầm quyền trịch vậy. Thực ra nhìn có vẻ như là bạn là người cầm quyền, bạn là người đưa ra quyết định là hai người có quay lại không, nhưng mình cảm nhận được ấy, đó là bạn vẫn đang trong tay họ. Họ biết là bạn có cho họ quay lại hay không, hay là tình cảm của bạn, nỗi lòng của bạn á, họ hiểu hết. Dường như là bạn nghĩ là họ non, nhưng mà họ còn thấy bạn non hơn á. Chưa biết ai gà ai thóc. Ở đây thì mình thấy là nó có một cái gì đó hoang dã, hoang dại, cho nên cái mối quan hệ này có thể là nó quay lại theo một cái con đường mà nó hơi hơi không có được giống như bình thường, là làm bạn lại, xong là đi chơi lại, xong hẹn hò lại, xong là đề xuất làm lại từ đầu gì đó, là không phải con đường mà hai bạn có thể quay lại rồi đó. Nói chung nó sẽ như thế nào đấy thì mỗi người mỗi khác. Ừ, nhưng mà chắc chắn là không phải cái con đường lúc nãy mình nói rồi đó nha. Con đường đấy là quá truyền thống rồi, không hợp với các bạn. Tụi này á, thì các bạn càng đẹp lên, các bạn càng tự tin lên, thì cái sức hấp dẫn của bạn nó sẽ gia tăng. Và nếu mà bạn muốn quay lại với người này á, thì chính cái điều đó có thể thu hút họ. Mình thấy năng lượng của các bạn bây giờ nó cũng không có thu hút với cái mối quan hệ này nữa. Thì cảm nhận của mình nhá, với The Fool á, thì dường như là có nhiều cái hành trình mà bạn muốn tham gia hơn, nhiều thú vui hơn. Và biết đâu ngoài kia có cái con cá nó bự chà bá hơn thì sao? Cho nên là cái người này dường như là người cũ, nhưng mà bạn không mê lắm. Bạn kiểu hay để cho tôi yên á. Bạn biết cái giá trị bản thân mình rồi, bạn biết bạn xứng đáng được yêu, và bạn luôn được các thiên thần bề trên nhắc nhở về cái điều này. Ở đây mình thấy là các bạn đang thực sự tận hưởng cái cuộc sống độc thân của mình nhá. Đang rất là thỏa mãn với những gì mà bạn đang có. Ngoài ra mình cũng thấy là tình cảm này á, nó kiểu là tin tin á. Nếu mà bạn yêu nhá, bạn muốn quay lại và chưa có nghĩ gì về tương lai xa ấy, thì đây sẽ là một cái đề xuất mà bạn có thể lựa chọn theo mong muốn cá nhân. Theo lựa chọn đó là nó quyết định ở bạn, trả bài không có khuyến khích gì hết. Nhưng mà bạn thích thì bạn quay lại, bạn không thích thì thôi. Đó. Tại vì cơ hội thì bạn cũng có cả mới cả cũ mà. Chọn cái nào là do bạn. Bây giờ bạn là một cái con người mới rồi. Bạn đang rất là hạnh phúc rồi. Thì cái tình cảm này á, mình thấy là có thể là tình cảm nó cũng on off nhiều lần rồi. Hay là họ đã cũng nỗ lực cố gắng để mà theo đuổi bạn gì đó, hay là bạn theo đuổi họ, cái giờ hết theo đuổi thì lại quay ngược lại người này theo đuổi. Đó. Thì bạn thấy sao á, thì là ổn nhất cho bạn ấy thì bạn chọn. Với lại mình cảm thấy nhá, tức là dẫu là người mới hay người cũ đến á, thì bạn vẫn đang là cái thời kỳ đẹp nhất của bản thân mình về cả năng lượng và ngoại hình. Cho nên cái việc mà bạn thu hút tình yêu á, nó là bình thường luôn. Bạn có thể tận dụng cái lợi thế này để có thể đón nhận tình yêu nào bạn cảm thấy là sau này dẫu là bạn có tàn phai á, thì họ cũng sẽ ở bên cạnh bạn. Bạn sử dụng lợi thế của bạn để tìm kiếm một người phù hợp cho mình. Bởi vì bây giờ nhiều người muốn được chăm sóc bạn lắm, nhiều người muốn quan tâm bạn lắm, lắm 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 luôn á. Bởi vì bạn đi đến đâu bạn cũng khiến người ta nao lòng á, hấp dẫn á, bị quyến rũ, bị hớp hồn vậy á. Cái sức hấp dẫn của bạn nó hơi bị bí ẩn mà nó khó để mà nó nói thành lời lắm. Nói chung là nó mê. Cái cách mà bạn nói chuyện với mọi người, cách đi đứng, hành xử,
ngoại hình, mọi thứ đều rất là duyên dáng, mà có thể là họ cũng chẳng hiểu sao họ rất là thích bạn á, được nhiều người thích lắm á bạn á. Nhưng mà nó kiểu âm thầm á, nó không phải là thể hiện ra ngoài đâu. Tại vì dường như cái năng lượng của bạn nó luôn giống như là rực rỡ. Để bù trừ lại cái sự rực rỡ này á, thì người ta sẽ có phần là ém hơn á, kiểu nó sẽ nhút nhát hơn á. Đó. À, bạn cho người ta cảm giác là tự tin, lạc quan mà rất là kiểu quý tộc nha, giàu có sang trọng á. Không biết là bạn có giàu có sang trọng quý tộc không, nhưng mà người ta cảm thấy cái năng lượng đó ở bạn. Thành ra là đôi khi mình thấy là ở đây này là người ta thích bạn nhiều luôn, thích thầm nhiều lắm. Nhưng mà dường như bị cái uy của bạn, cái vía của bạn lấn át rồi á. Đó. Thành ra nhiều khi là cứ tưởng là nhiều trai theo, nhiều gái theo, nhưng mà độc thân thấy bà nội luôn á. Đó. À. Ok. Tụ này. Các bạn có The Lover này. Trời ơi. Rồi đó, người cũ người mới gì đều mê hết, đều rất là cuốn. Và rồi, tôi nghi lắm nha, tại vì cái bông hoa này đang ở trong lồng kính. Cái giờ ra đây thấy ông này ông cầm được rồi, thì thế nào trong thời gian tới này có thể sẽ có người yêu đó nha. Đón nhận tình yêu sẽ thuộc về một ai đó. Rồi, thế là mất đi một cộng sự độc thân này. Rồi, mang về hành tinh rồi lại đặt ấp kính tiếp. Thì cảm giác giống như là các bạn được yêu thương, các bạn sẽ có người yêu, cảm xúc của các bạn sẽ được vỗ về, các bạn sẽ mộng mơ á, sẽ đắm chìm trong sự mộng mơ. Đấy, sẽ giống như sống trong giấc mộng, sống trong cổ tích vậy. Sắp tới này sẽ có người yêu tụi này á. Bạn nào chưa có thì có khả năng có nha. Còn đây là người mới, người cũ thì là tùy chắc bạn chọn thôi. Tại vì ở đây mình thấy là có cả năng lượng mới và năng lượng cũ, thì các bạn chọn sao thì vũ trụ không có khuyên đâu, thích sao thì chọn vậy. Nhưng mà hãy biết là mình xứng đáng được yêu nha, đừng có nghĩ là mình xấu xí hay là mình không có xứng đáng được yêu ha. Tại vì tám kiếm ở đây vẫn là hơi đang còn có những cái nỗi sợ mà tự mình xây dựng lên trong đầu mình nhá. Những thiên thần thì họ luôn đang cố gắng để hỗ trợ bạn, hướng dẫn bạn từng bước đi trong cái chuyện tình cảm, để có thể làm việc với chính cái nỗi sợ của mình, kích hoạt lên cái sức mạnh bên trong. Rồi họ cũng giúp đỡ bạn, bảo vệ bạn khỏi những cái sự không vui trong cái chuyện tình cảm á, trong cái tình huống này. Đó nên là bạn sẽ được mách bảo thôi. Ngoài ra ấy, thì mình cũng thấy là cái năng lượng chuyện tình cảm của bạn á, thì ở đây nước nhiều, nước rất nhiều. Nên là có tình yêu, có tình yêu, có tình cảm. Mình vẫn luôn cảm thấy có cái từ nhưng mà từ phía các bạn, nhưng mà mình cũng vẫn còn thích họ, nhưng mà mình sợ rằng cái người đó sẽ phản bội mình lần nữa, hay là không có bền bỉ đó. Hay là nhưng mà mình thấy rằng là cái người đó chưa được ổn, người mới tới, nhưng mà mình sợ rằng sẽ có người khác tốt hơn. Mới hay cũ thì là do bạn. Người này cũng khá là đào hoa ấy. Cũng khá là đào hoa đa tình. Cái người mà người cũ của bạn á, cái người mới thì mình thấy lại không tỏa sáng rực rỡ giống như người cũ. Cảm giác là người cũ nó sẽ có cái phần nào đó mà bạn cảm thấy là người cũ tự tin hơn này, tỏa sáng hơn này, độc lạ hơn, có cái sức hấp dẫn riêng hơn so với người mới. Còn người mới dường như là bạn đang chưa nhìn được ra những cái giá trị thực của họ. Bạn cũng đang rất là tự tin á, kiêu ngạo, và bạn biết cách làm sao đó để người ta yêu thích mình, và kiểu giỏi thao túng tâm lý, giỏi các chiến thuật giao tiếp, rồi là kết bạn kết nối. Đấy là lợi thế của bạn, rất là thông minh sắc bén đó. Thành ra là cái việc mà bạn đào hoa, người cũ bạn đào hoa, nó là bình thường luôn. Ừ, và bạn sợ họ nhưng họ cũng sợ bạn thì sao? Đó, sợ bạn quá đào hoa thì sao, đúng không?
có cả người mới và người cũ, nhưng mình thấy người mới giống như là bị ra rìa vậy, bởi vì cái năng lượng của bạn hướng về người cũ nhiều và người cũ cũng hướng về bạn nhiều. Ok, và đó là tất cả những gì mình có thể đem đến cho tụ bài số 4 rồi. Quyết định ra sao là do các bạn nha. Chuẩn bị đón nhận cái cơ hội tình cảm sắp tới này. Và nếu bạn nào muốn có trải bài riêng có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau. Bye bye mọi người nha.